Chào mừng quý anh chị đang xem kênh YouTube Shop Hiếu Nhật Bãi, Shop Hiếu Hàng Nhật Bãi. Video hôm nay thì sẽ báo giá đến cô chú anh chị 8 chiếc bếp với những cái chiếc bếp đến từ các thương hiệu Zinai, Paloma. Mẫu cơ bản, mẫu chức năng, mặt kính, mặt men, rất là nhiều bếp để các bác có thêm nhiều sự lựa chọn nhé. Đầu tiên là chiếc bếp G1 đến từ thương hiệu bếp Zinai, một chiếc bếp cơ bản. Bếp cơ bản là gì? Bếp cơ bản thì sẽ có những cái tính năng an toàn, bao gồm tất cả mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga. Nhờ vào cái tâm cảm biến chạm đáy nồi, đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì sẽ tự động nhỏ lửa. Khi mà các bác dùng kho cá, kho thịt, luộc ngô, luộc khoai không có tại vị trí bếp nấu, cạn nước, cạn nồi, bếp sẽ tự động tắt lửa. Tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Và đặc biệt là còn tiết kiệm ga nữa nhé. Chiếc bếp đến từ thương hiệu Zinai, sử dụng mặt men phía trên màu đen. Mặt men thì dễ vệ sinh, dễ lau chùi, không có bị hoen dỉ, không có bị oxy hóa. Trong quá trình các bác sử dụng dầu ăn, nước mắm, mì chính, cái gia vị ở trên món ăn nó mà bị đọng lại ở trên mặt bếp ấy, thì mình dùng cái khăn, cái rẻ, mình lau qua đi, bếp nó sạch nhanh chóng và không có để lại cái vết loang lổ ở trên mặt bếp nhé. Mặt phía trên màu đen, phía dưới của nó thì sẽ là màu nâu cà phê. Sử dụng công tắc phím nhấn đề là công tắc bật bếp này. Nhấn như thế này là bật, nhấn như thế này là bật, nhấn như thế này là tắt luôn nhá. Điều chỉnh cần gạt to nhỏ như thế này để điều chỉnh lửa này. Và sử dụng một đôi pin đại làm nguồn. Ở bên góc trái thì khi mua hàng nhà em sẽ tặng cho các bác một đôi pin mới. Mình có pin để mình test bếp lúc nhận hàng. Mình sử dụng trong thời gian đầu từ 4 đến 6 tháng tùy vào nhà các bác sử dụng nhiều hay ít nhá. Thành vách hai bên này không có cấn móc, không có han dỉ ở đâu. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng nhà em không có hàng han dỉ, không có hàng cấn móc đâu nhá. Mã số G1 đến từ thương hiệu bếp Zinai. Mẫu này em bán 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng. Giá có bao ship rồi. Bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm. Sau 1 năm vẫn hỗ trợ kỹ thuật chọn được bếp luôn nhá. Còn máy tiếp theo là mã số G2 đến từ thương hiệu bếp Paloma. Thì em giới thiệu với các bác một chiếc bếp Paloma, dòng phiên bản cơ bản nhưng mà là cái dòng cao cấp. Sử dụng mặt men phía trên màu xám lông chuột. Các bác xem này, chiếc bếp mặt men rất là đẹp, độ trơn bóng của nó thì vô cùng xuất sắc. Lớp men thì dày dặn để các bác có thể vệ sinh, lau chùi, nó cực kỳ dễ dàng. Sử dụng công tắc phím nhấn đề là công tắc bật bếp. Điều chỉnh cần gạt to nhỏ như thế này để điều chỉnh lửa. Và sử dụng bo lửa bằng hợp kim nhôm nguyên khối, còn vuông thành đứng cạnh này còn rất là đẹp luôn nhá. Phía trên thì sẽ có nắp chắn dầu mỡ phía trên, ngăn ngừa tình trạng dầu mỡ nó bắn vào trong họng bếp làm mà cho cái cảm biến của chúng ta bị bẩn. Tâm cảm biến hai bên như nhau, kim đánh lửa màu trắng này. Cảm biến thủy ngân chống trào, nước trào ra vào họng bếp làm tắt lửa thì bếp sẽ tự động khóa ga nhá. Rất là đẹp luôn các bác ơi. Hai nấu một nướng, thêm một cái chiếc lò nướng ở bên dưới nữa. Nướng cá, nướng thịt, nướng tôm, nướng mực, nướng rau củ. Mình ăn uống hàng ngày là cái gì thì mình có thể nướng được những thực phẩm như thế nhá. Chiếc bếp G2 đến từ thương hiệu bếp Paloma. Dòng bếp cơ bản, dòng bếp cơ bản nhưng mà là dòng bếp cao cấp. Dòng bếp cao cấp mã số G2. Chiếc này thì em bán 2.800.000 đồng. 2.800.000 đồng mã số G2 đến từ thương hiệu bếp Paloma. Chia sẻ đến các bác chiếc bếp tiếp theo, mã số G3 đến từ thương hiệu bếp Osaka. Một chiếc bếp mặt kính mắt ếch màu xanh. Mặt kính mắt ếch màu xanh da trời, ánh kim tuyến này. Sử dụng hai bên bếp bằng hợp kim nhôm. Đấy, bo lửa bằng hợp kim nhôm. Và phần phía dưới của nó thì sẽ là phần họng đúc nguyên khối. Độ bền cao, lửa to, lửa xanh nhất trong tất cả những cái dòng bếp Nhật. Nếu như mà các bác yêu cầu lửa xanh, lửa to thì các bác nên lấy những cái chiếc bếp mắt ếch như thế này nhá. Giá lại cực kỳ bình dân luôn. Công tắc phím nhấn đề là công tắc bật bếp này. Đấy, mặt kính thì dễ vệ sinh, dễ lau chùi. Và thêm các tính năng thông minh. Có phím 3S trợ nhiệt ở bếp bên tay trái này. Bếp bên này thì sẽ có các chế độ cài đặt nhiệt độ chuyên dán từ 160, 180 lên đến 200. Chế độ hẹn giờ ngắn 3 phút, 10 phút và chế độ nấu cơm, chế độ nấu cháo. Cùng thêm một cái chiếc lò nướng nữa các bác nhé. Có thêm một cái chiếc lò nướng để nướng cá, nướng thịt, nướng tôm, nướng mực, nướng rau củ nhé. Thương hiệu bếp là Osaka, dòng họng đúc mặt kính mắt ếch. Một chiếc bếp được gọi là những cái chiếc bếp nồi đồng cối đá siêu bền. Nếu như mà các bác yêu thích cái dòng mặt kính và yêu thích thương hiệu Osaka, cần một chiếc bếp họng đúc thì các bác nên lấy cái chiếc bếp G3 như thế này. Mẫu này thì em bán 3 triệu đồng, 3 triệu đồng giá có bao ship rồi nha. Qua mã tiếp theo là mã số G4 đến từ thương hiệu Osaka. Thì em giới thiệu cho các bác một chiếc bếp mặt kính màu giả vân đá nhá. Mặt kính màu giả vân đá. Đây, màu giả vân đá rất là đẹp luôn này. Mặt kính Scott Sedan nhập khẩu của Đức, chịu được sốc nhiệt lên đến 200 độ C. Sử dụng hai bên bếp bằng bo lửa bằng đồng. Sử dụng hai bên bếp bo lửa bằng đồng, độ bền cao, lửa to, lửa đẹp các bác nhá.
Bếp rất là đẹp luôn này, siêu đẹp luôn đấy. Đối với những cái dòng bếp Nhật như thế này, khi mà các bác sử dụng thì được gọi là những cái chiếc nồi đồng cối đá siêu bền, bao gồm các cái tính năng thông minh, cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 140, 160, 180 lên đến 200, chế độ tự động nấu nước, nấu cơm, nấu cháo, chế độ hẹn giờ bếp nấu bên trái, hẹn giờ bếp nấu bên phải và hẹn giờ được cả bếp lò nướng nữa. Có phím 3S trợ nhiệt để tắt chế độ cảm biến chống cháy, khay nướng nội thất lò nướng 2 tầng lửa, lửa từ bên trên hắt xuống và hai bên hông hắt sang. Đây, từ bên trên hắt xuống, hai bên hông hắt sang, giúp thực phẩm của chúng ta chín đều hơn, vàng giòn ở bên ngoài, mọng nước ở bên trong, không hề bị khô. Trong quá trình nướng thì các bác sẽ không cần phải đảo đi đảo lại nhiều lần nhé. Mặt kính phun chức năng, nếu như mà các bác đang nấu một món gì đấy mà cần phải đi ra ngoài, cần chức năng hẹn giờ thì cứ nhấn hẹn giờ thôi. Nhấn khoảng tầm 30 phút hoặc là tầm 15 phút, 1 tiếng rưỡi. Thì trong khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi đấy thì bếp sẽ tự động nấu và sau khi đạt đến hết cái thời gian mình cài đặt thì nó sẽ tự động tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Rất là an toàn, tránh cái trường hợp là các bác quên không tắt bếp này. Thứ hai là mình có quên không cháy nồi thì cũng không bị cháy thức ăn ở bên trong nhá. Mã số G4, chiếc bếp mặt kính Osagaga, mặt kính màu giả vân đá, rất là đẹp luôn các bác nha. Thành vách thì vuông thành đứng cạnh này, không cấn móp, không dỉ sét, không có bóp méo. Mã số G4, em bán chiếc này là 4 triệu đồng, 4 triệu đồng giá đã bao ship rồi ạ. Tiếp tục là mã số G5, một chiếc bếp cao cấp nữa đến từ thương hiệu Paloma. Mặt men phía trên màu nâu cà phê, mặt men màu nâu cà phê, hai nấu, một nướng và có thêm các tính năng thông minh. Có phím 3S trợ nhiệt ở bếp bên tay trái này, có cài đặt được nhiệt độ chiên rán là 180 độ và chế độ hầm. Đấy, khay nướng cũng là bằng inox nhá, khay nướng bằng inox vì nướng bằng inox sáng đẹp. Nói chung là một chiếc bếp rất là xuất sắc đến từ thương hiệu bếp Paloma, dòng bếp chức năng đa tính năng. Thương hiệu bếp Paloma, một trong những cái dòng mà được nhiều quý khách hàng yêu thích lựa chọn này, sử dụng cái mặt men màu nâu cà phê rất là đẹp, cực kỳ sang trọng luôn các bác nhé. G5 đến từ thương hiệu bếp Paloma, mã này thì em bán 3 triệu. Mã số G5, chiếc này em bán 3.200.000 đồng, giá có bao ship rồi các bác nhé. Một chiếc bếp rất là đẹp đến từ thương hiệu Paloma, mặt men đa tính năng thông minh. Đây là những cái chiếc bếp mà mặt men mặt kính đa tính năng đang sẵn có hàng tại kho nhà em. Tiếp tục thì chia sẻ cho các bác thêm 3 mẫu nữa. Đó là mã số G6, mã số G6 đến từ thương hiệu Paloma. Hôm nay thì có duyên rất là nhiều với Paloma này các bác này. Mặt men phía trên màu ghi sáng, phía dưới của nó cũng là màu ghi sáng. Hai nấu, một nướng, một chiếc bếp cơ bản, có phím 3S trợ nhiệt nhá. Lò nướng đây này. Đấy, lò nướng thì rất là đẹp luôn. Khay nướng có một lớp chống dính ở dưới và vị nướng bằng inox nhá. Vị nướng bằng inox, chiếc bếp Paloma mặt men sử dụng kiềng bản rộng. Hai bên bếp bằng hợp kim nhôm, bo lửa bằng hợp kim nhôm, thành vách hai bên này. Các bác xem này, không có cấn móc, không có dỉ sét nhá. Rất là đẹp luôn nha, cực kỳ xuất sắc. Mã số G6 đến từ Paloma. Mã này thì em bán 2.300.000 đồng. Dạ, tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị chiếc bếp G7 đến từ thương hiệu Osagaga. Một chiếc bếp mặt kính ánh kim tuyến màu ghi. Hai nấu, một nướng, bo lửa thì bằng hợp kim nhôm đây các bác nhá. Phía trên thì sẽ có nắp chắn dầu mỡ phía trên, tâm cảm biến hai bên như nhau chạm đáy nồi, kim đánh lửa màu trắng, cảm biến thủy ngân chống trào này. Đấy, kiềng bằng inox này, kiềng này là kiềng CNC nhà em cắt này. Đó, bo viền bằng inox 304, gia tăng cái độ bền cũng như là độ thẩm mỹ cho khuôn bếp này. Bao gồm các tính năng thông minh, cài đặt nhiệt độ chuyên rán từ 160, 180 đến 200, chế độ tự động nấu nước. Sôi 5 phút rồi tắt, nấu nước tự động, có phím 3S trợ nhiệt. Bên này thì sẽ có chế độ nấu cơm, nấu cháo và đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu bên phải và đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu lò nướng. Lò nướng cũng là 2 tầng lửa nhá. Khay nướng bằng inox vì nướng bằng inox này. 2 tầng lửa lò nướng, các bác xem nhá. 2 tầng lửa lò nướng, lửa từ bên trên hắt xuống và hai bên hông hắt sang. Thì trong quá trình nướng các bác sẽ không cần phải đảo đi đảo lại nhiều lần nhá. Mã số G7 Osagaga, chiếc này em bán 4.700.000 đồng ạ. 4.700.000 đồng. Và cuối cùng là mã số G8, dòng Zinai. Dòng Zinai sử dụng hai bên bếp. Đây các bác xem này, dòng Zinai nhá. Dòng Zinai phun chức năng. Mặt kính màu đen phía trên. Đấy, rất là đẹp luôn. Hai bên bếp bo lửa bằng hợp kim đồng, còn sáng, còn đẹp. Tâm cảm biến hai bên như nhau chạm đáy nồi.
Công tắc phím nhấn đề là công tắc bật bếp này, điều chỉnh cần gạt to nhỏ như thế này để điều chỉnh lửa. Có phím 3S trợ nhiệt ở bếp bên tay trái này. Có cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160, 180 lên đến 200. Có chế độ tự động nấu nước, nấu cơm, nấu cháo. Và có chức năng hẹn giờ bếp nấu bên trái, hẹn giờ bếp nấu bên phải, hẹn giờ bếp lò nướng. Lò nướng có thêm một cái chiếc lò nướng tiện lợi nhá. Đấy, có thêm một cái chiếc lò nướng tiện lợi. Khay nướng bằng inox, vỉ nướng bằng inox, không phải là bằng hợp kim nhôm đâu các bác nhá, bằng inox đấy ạ. Mã số G8, thành vách hai bên này rất là đẹp luôn, vuông thành đứng cạnh, không cấn móc, không tỉ xét, không bóp méo nhá. Chiếc bếp mặt kính full chức năng mã số G8, chiếc này thì em bán 4.200.000 đồng, 4.200.000 đồng, giá có bao ship rồi ạ. Đây là 8 mẫu bếp mà em đã lên sóng giới thiệu với quý anh chị trong video ngày hôm nay. Kho bếp nhà em thì tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Các bác nào ở gần thì mọi người có thể qua nhà em xem hàng, xem bếp trực tiếp nhá. Còn ai ở xa thì nhà em bao ship, miễn phí ship toàn quốc, có cọc nhẹ để đi đơn ạ. Các bác cọc giúp em vài trăm, làm cái niềm tin mua hàng và chi phí vận chuyển. Chỗ còn lại thì mình nhận hàng, test ok thì mình thanh toán với shipper là được nhá. Đây là kho bếp nhà em thì em cũng đi một vòng để các bác yên tâm là bếp nhà em thì rất là nhiều, sẵn hàng tại kho. Nếu mà các bác không ưng những cái chiếc ở trong video thì mình cứ kết nối với em, cần tư vấn hỗ trợ gì thì em sẽ nghe tư vấn giúp mọi người ạ. Trước khi rời kênh thì các bác ủng hộ cho em một lượt đăng ký kênh, ủng hộ cho em một lượt like nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.